VITV, kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính theo thời gian thực đầu tiên tại Việt Nam. VITV, thông tin chính xác. VITV, trao đổi thẳng thắn, chân thực, đối thoại đa chiều về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới. VITV, nội dung sống động, tin tức cập nhật. VITV, mọi lúc, mọi nơi. VITV, khởi nguồn kinh doanh. Thưa quý vị, ngành công nghiệp xây dựng hiện đang phát triển không ngừng. Công nghệ thiết kế CAD đã trở nên lỗi thời và không còn đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Các nhà thầu xây dựng có xu hướng tìm các giải pháp công nghệ mới để giảm thiểu rủi ro trong quá trình xây dựng và tăng hiệu suất chung cho dự án. Nhận thức được các nhu cầu đó, vừa qua công ty HSD Việt Nam đã giới thiệu đến các nhà thầu và các nhà tư vấn thiết kế giải pháp Tekla BIM với nhiều tính năng vượt trội so với những công nghệ trước đó. Theo các chuyên gia của Tekla, công nghệ BIM và giải pháp Tekla BIM dành cho các nhà thầu xây dựng và quản lý dự án. BIM là viết tắt từ Building Information Modeling, tức mô hình hóa thông tin xây dựng, là quy trình tạo ra và sử dụng một mô hình 3D duy nhất, chứa đầy đủ thông tin, phục vụ cho xuyên suốt các khâu trong dự án từ thiết kế, lập kế hoạch đến quản lý và thi công. Theo ông Vincent Chia, giám đốc phát triển thị trường của hãng Tekla tại khu vực Đông Nam Á, công nghệ BIM và gói giải pháp Tekla BIM sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngành xây dựng nói chung và nhà thầu xây dựng nói riêng. BIM là một quy trình sử dụng công nghệ để hoàn thiện và cải tiến hiệu suất của doanh nghiệp, và dĩ nhiên điểm cốt yếu vẫn là khả năng sinh lợi. Hiện nay cho dù là quốc gia đã phát triển hay đang phát triển, suy cho cùng đều sẽ phải sử dụng công nghệ BIM. Các công ty càng phải sớm tiếp nhận công nghệ BIM và lượng tiếp nhận càng gia tăng thì họ sẽ càng thúc đẩy lợi nhuận và thị phần gia tăng nhanh chóng. Riêng đối tượng nhà thầu sẽ nhận được những lợi ích rất lớn từ việc ứng dụng công nghệ BIM. Trong giai đoạn đấu thầu, việc dựng mô hình 3D của dự án và tích hợp toàn bộ thông số từ kiến trúc, cơ điện cho đến thi công sẽ giúp nhà thầu có được chính xác và nhanh chóng các phương án cần có để thực hiện công trình. Trong giai đoạn thi công, BIM sẽ tránh cho nhà thầu mắc các lỗi mà khâu thiết kế xây dựng theo kiểu truyền thống thường gặp phải, qua đó đẩy nhanh tiến độ dự án. Cuối cùng, việc hoàn công và bảo trì cũng đơn giản hơn, bởi chủ đầu tư sẽ dễ dàng lấy được tất cả thông tin liên quan đến dự án từ BIM mà không phải lật lại hàng đống hồ sơ giấy tờ. HSD Việt Nam, chúng tôi muốn đem những cái giải pháp BIM, mà cụ thể ở đây là Tekla Structure, đến với các nhà thầu Việt Nam để nâng cao hiệu suất, giảm thiểu những chi phí và rủi ro cho các nhà thầu xây dựng cũng như các bên liên quan đến dự án như chủ đầu tư và tư vấn thiết kế. Đó là cách HSD giúp góp phần vào để nâng cao vị thế của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam lên một tầm cao mới và mở ra những hướng cạnh tranh mới, cũng như nâng tầm được nền công nghiệp xây dựng Việt Nam, đóng góp vào nền công nghiệp xây dựng Việt Nam một cách thiết thực nhất, chuyển hướng theo dòng chảy của thế giới. Và đó chính là định hướng của HSD Việt Nam. Chắc chắn trong thời gian sắp tới thì Vetico sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp lần lần với cái hệ thống tức là BIM. Bên cạnh đó thì sẽ tích cực hợp tác với cả cái đơn vị được ủy quyền của Tekla tại Việt Nam như HSD để tiếp tục trao đổi và nâng cao cái chất lượng của kỹ sư hiện tại của Vetico. Dù còn khá mới mẻ với thị trường Việt Nam, nhưng Tekla BIM cũng đã khẳng định được tính ưu việt của mình và thực tế đã được nhiều công ty xây dựng và tư vấn lớn tại Việt Nam ứng dụng và triển khai khá thành công. Giải pháp này cũng được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao và cho rằng đây là xu hướng phát triển tất yếu của ngành công nghiệp xây dựng trong tương lai gần tại Việt Nam. VITV, kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính theo thời gian thực đầu tiên tại Việt Nam. VITV, thông tin chính xác. VITV, trao đổi thẳng thắn, chân thực, đối thoại đa chiều về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới. VITV, nội dung sống động, tin tức cập nhật. VITV, mọi lúc, mọi nơi.
VITV, khởi nguồn kinh doanh.